chị. Chị chia sẻ lại giùm em đi, nữa em tặng khăn nữa nè. Tặng khăn nữa nè, còn hai cái. Còn hai cái. Chia sẻ nhiều lên cho em đi, em tặng khăn nữa nè mấy chị yêu ơi. Khăn để không? Thắt nơi áo cũng đẹp nữa. Thắt vô túi cũng đẹp nữa mấy chị. Bây giờ mã sơ mi trắng, sơ mi đen rồi đó. Bây giờ để vô thắt cái nơ đây. Chia sẻ giùm em nhiều càng tốt nha. Càng nhiều càng tốt. Rồi comment giùm em là tặng khăn cộng đã chia sẻ nha mấy chị yêu. Tặng khăn kèm đã chia sẻ. Còn hai cái nè, tặng hai chị. Ok chị Quân. Để em lấy đồ em cắt cái này ra. Có một bơm nữa. Học phụ thì tới mấy cục bơm lận, nhưng mà em gán chừa coi khách có lấy không. Tại vì người ta nói là người ta lấy đó, người ta không có bơm. Chưa chưa, chị đang dòm mai chị gửi. Tại bữa giờ thấy ít, chị ít like cái cũng bán ế, không có ai á, không có ai mua đồ, chị chưa có đi đơn á. Định dòm nhiều nhiều đi luộc á. Tại em xả bom rồi, mấy chị chia sẻ like cho em đi. Comment tặng khăn kèm đã chia sẻ. Một cái áo crop top chữ nổi nha, áo crop top chữ nổi là 55.000 nên sale luôn cho mấy chị 30.000. Đây hàng bom nha. Đồ mà bom giờ em toàn là bán lỗ nhiều, không vừa lỗ tiền ship nữa. Áo ai là áo chung áo giùm em đi, áo crop top chữ nổi xả cho mấy chị 30.000. Áo crop top chữ nổi nha, coi giãn đẹp ơi là đẹp luôn. Áo crop top chữ nổi. Chị thấy chữ không? Cái chữ nó nổi dày lên như vậy nè. Tại nó màu đen nên là khó thấy. Ok ok, lấy đi chị coi. Rồi xếp bộ nơ. Xếp bộ nơ đây. 120.000 xả luôn cho mấy chị 80. Xếp bộ nơ rất là dễ thương luôn, quần phía sau có lưng thun nè. Đó xả luôn cho mấy chị bom nha, cái này là bom đây. 80.000. Xét hồng nơ 80k. Xét hồng nơ 80k. Hãy subscribe. Bữa nào mà lên like là bé thì kêu ai vậy? Cổ tim đây 15.000. Thun cổ tim sọc 15k giùm em. Thun cổ tim sọc 15.000. Áo em đang mặc là áo len lưới nha, len lỗ. Áo đang mặc là len lỗ. Len lỗ 45.000. Áo len lỗ 45k. Chân váy tới size L á. Chỉ có chân váy xòe dập ly tới size L. Đây áo len lộ cánh dơi dễ thương lắm mấy chị ơi, 45.000.
không có tên 15 cho ngon. Có con nằm body trắng ghen này. Ôi, cái form của nó đẹp cực kỳ luôn. Hàng mới luôn á. Đầm body trắng ghen nó có tầng luôn nha. Nên xả cho mấy chị 45.000, chỉ có một màu trắng thôi nè. Cái này đi tiệc đồ sang lắm. Đeo cộng nịch đây hoặc là đeo mấy cái hạt body trắng tầng nha, ren tầng mềm luôn, có hình mẫu mặt. 45.000 một đầm. Ai lấy đầm ghen trắng cho em đi. Body ghen trắng 45k. Body ghen trắng 45.000. Hàng đẹp lắm luôn, em lấy cả cây luôn nè. Bảo đảm mấy chị đầm này đẹp. 45.000. Trời ế luôn. Thun body thun mua zip 115.000, xả cho mấy chị còn 80. Body mua zip xanh, ôi đẹp quá vậy. Body zip xanh 80.000. Body cam cổ lọ xả 80 luôn. Chị không biết nữa, chắc con gồ quá. Body cam thun mua zip nha, xả 80. Còn mấy bữa nay em like cũng ai mua đồ luôn á, buồn ghê. Đồ này mới về luôn. Có một cái là chị này còn lẻ không. Áo kiểu nha, áo kiểu rất tốt. Cái này mấy chị mặc chứ quần lưng cao hay là quần ống gậu cũng đẹp trơn á. Xả cho mấy chị 30.000. Áo kiểu rất tốt nè, ở đằng sau là có nhúng. 30.000. Áo hồng cho hồng 30. Hồi xinh quá vô. Ủa set này là siêu đẹp luôn. 135.000 này sale luôn cho mấy chị 90 nha. Ai một cái áo này có cúp ngực luôn, có mút luôn ha. Một cái quần dài siêu dài. Quần này dạng form baggy ha. Lóng suông á. Set ai lấy set hồng 90 cho em nha. Body trắng ghen chắc cỡ 53 kg lại vừa á chị. Set hồng ai lấy chớm em. Có một phép một cái gì à? Body xanh với set hồng cho chị Kim Hana nè. Cái nó có một set màu tiền ơi. Có một set duy nhất rồi. Đây có cái set này mấy chị mua chuẩn bị mặc đi biển là đẹp xuất sắc luôn nè.
một cái áo như này, có cái ống dây này chị cũng để cột tóc hay là hắt vô cổ hay là rạm gì cũng được, thấy cái tay cũng đẹp nữa nè. Ai quần này có dây kéo luôn, trời ơi, má ơi xuất sắc. Xét hồng xả luôn 90 ngàn, ai lấy xét hồng 90 chứ em nha. Xét hồng 90, áo này là có mướt ngực, để mấy chị mà đi chụp hình cảnh cây cối qua lá luôn, nó nổi bật nó đẹp. Xét gơ thiết kế xịn là xịn luôn, ôi xinh ghê nè. Có hai set hay gì à? 90 ngàn. Cái này để mấy chị đi ra biển mấy chị cột lên cái tóc gì nè cũng đẹp. Ai lấy set hồng chứ set hồng nè. Set hồng 90. Ủa em lộn giá mọi người, không phải 90 nha, set này 70 à. Lộn giá, set này chỉ 70 ngàn thôi à. Trời ơi, bán hố chứ mọi người. 70 thôi nha. Tưởng đâu bằng set kia. Ai lấy trước thì em đi có 70 ngàn thôi. Có mấy set nè. Bọc gì mấy đường gỡ. Trời, cái quần này không là cũng đủ 70 ngàn rồi. Sẽ đẹp gì mấy chị nói. Ủa cái đầm này sang dữ luôn. Đầm giùm em nha, đầm thiết kế 90 ngàn luôn. Thì có set hồng dạ rồi. Đầm thiết kế 90 ngàn có một cái duy nhất nè mấy chị ơi. Trời ơi đẹp lắm luôn á. Cái này mặc đi tiệc là xuất sắc luôn. Ai lấy đầm nâu chú, đầm nâu này màu da chứ. Màu da nha, nó làm cái kiểu nè. Đúng xịn luôn á. Ai set hồng kiểu nó vậy nè chị hả? Cột dây đây, vô cái quần 70 ngàn. Xét hồng 70. Ai lấy xét hồng chút xét hồng giùm em đi. Xét hồng 70k. Đầm thiết kế 90. Áo sọc này em còn hai cái luôn nè mấy chị ơi, em bán chưa hết cho nó gửi về thêm cho em hai cái nữa nè. À, như ta 10 ngàn một cái đi. Áo hồng tay dài 10 ngàn một cái nè, lấy trước em đi. Áo hồng tay dài 10 ngàn. À cái set này là giống cái set hồng hồi nãy nè. Giống cái set hồng 90 mà nó màu vàng đây. Ngọc Tiền ơi, em lấy set vàng này không? Màu vàng đẹp cực kỳ luôn nè. Áo hồng 10 ngàn cho chị Thanh Thanh. Tắm luôn đây mà ẻ luôn rồi. Ẻ luôn hả? Ừ. Ẻ rồi. Có đồ ngốn nha. Để làm cái đồ mới về. Hết sắc vàng rồi nữa. Trời ơi đẹp quá giờ. Cái này dạng zoom cổ đổ nè, có mút ngực luôn. Đúng rồi, zoom nha mấy chị ơi. Của nó là von.
Hồng giống vàng không con? Hồng hồi nãy khác gì hả ơi, xếp hồng nãy là khác. Ai dung vàng, có một cái duy nhất thôi, màu này màu cam đất chứ. Màu cam đất, 90 ngàn luôn. Hàng xịn nha mấy chị ơi. Có mút ngực luôn nè. Ôi đẹp quá trời luôn. Đây là dung nha. Dung xòe. Ở ngoài lại giả váy, 90 ngàn dùm em. Có một cái thôi. Đẹp lắm luôn. Body vô zip nè, em sale cho mấy chị 80. Body vô zip 80 ngàn. Tay bộ khố này đỉnh lắm luôn nè. Bởi vì em về mà em chưa có like luôn á. Tay bộ khố này đẹp ơi là đẹp luôn. 125 ngàn, bữa nay xả cho mấy chị 95 ngàn. Quần là quần đen hết nha. Áo thì có áo màu chuối với áo màu trắng đây. Có hai set thôi à. 125 ngàn xả cho mấy chị còn 95 luôn. Hàng cô tông đẹp nha. Form rộng lắm. Hai set duy nhất chưa mở bọc, chưa like lần nào luôn á. Trăm hai mươi lăm lượng hết sale còn có 95 thôi. Ai bộ ba len này cũng vậy luôn, bộ chữ ba len thiêu nha. Bộ chữ Valentino giùm em. Cũng là quần màu đen, tất cả áo là màu khác. Áo màu trắng nè. Áo màu nâu với áo màu xanh dương giùm em. Quần là quần màu đen hết. 125 xả còn 95 ngàn. Bộ ngốn to, form to đẹp. Ai nó ngốn chung ngốn. Bộ này lấy giá cao bán được vậy chứ. Còn là sale lỗ luôn. Còn một con áo sơ mi nơ sale 69 ngàn. Còn một cái sơ mi nơ lụa nha, lụa nơ. Xả cho mấy chị 69 ngàn đây. Mẫu nơ sơ mi đen hot. Để nào. Chơi đó còn sớm mà, dễ gì chịu nổi. Mở cửa thằng đen kia coi. Thơm rồi nè. Thơm rồi nè. Đậm hoa cổ yếm. Mở cửa. Mở cửa thằng đen đi vô, đi thơm rồi nè. Bỏ đẩy vậy. Nó bò lại biển đó nha. Trời dễ thương quá, đậm hoa cổ yếm 70 ngàn. Ai lấy đầm hoa chứ đầm hoa giùm em nha. Đầm hoa cổ yếm 70k. Có hoa đẹp quá trời. Ủa đâu rồi, nãy giờ ẩn comment không nhớ những mấy ai nè người ta. Chị ơi mấy chị chia sẻ thêm tặng khăn nè. Tặng khăn Gucci nè. Khăn này để khơi cột cái nơ. Mặc cái áo sơ mi hay là mặc cái áo dây cũng như giống như em cũng được nè. Xỉu luôn, cái đầm nó ơi nó đẹp. Trời trời, cái đầm gì mà nó đẹp dữ vậy. Đầm đây, phía sau là đen dây nha. Đầm body đen dây phía sau lưng giùm em. Hỏi có chút xíu à, đen dây chút xíu thôi, có mút ngực luôn. Hàng đẹp. Sale cho mấy chị 70 ngàn. Ai đầm xanh chứ đầm xanh 70. Đầm xanh 70 nha. Ở dưới này là nó nhúng hai bên nè. Đầm xanh cho Nguyễn Ngọc Thanh Thanh.
cái một. Trời ơi, cái đầm đỏ này sang quá vậy. Đầm body đỏ nha. Body đỏ bao nhiêu vậy? Nó tầm xanh rồi. Body đỏ này 60 thôi. Body đỏ 60.000. Trời, cái chất của nó sang dữ lắm luôn á. Có một cái một còn một tiền thôi. Cái em là hết rồi. Ai lấy đầm đỏ cho đầm đỏ giùm em nha. Đầm đỏ 60.000. Vải này mềm lắm. Có co giãn luôn. Một cái cũng lùi luôn. Dung cam cổ đổ hồi nãy. Ok chị Dung Phan. Ủa xếp hàng thiết kế nè mấy chị ơi. Một cái áo tay phòng. Một cái quần trắng. Ống thùng giùm em nha. Xếp này em xe cho mấy chị 95.000. Có kèm cộng dây nạch luôn. Hơi bị xịn sò. Đó, kèm cộng dây nạch luôn nha. Size này là tầm 58kg đổ lại đi. Size quần này 58kg đổ lại dùm em. 95.000. Đã xét luôn, kèm cộng dây nạch luôn. Còn mấy chị muốn làm body ha. Để mấy làm body em theo cho mấy chị. Đây, nguyên cây đầm body chưa bán được cái nào. Body nhúng có dây tăng đưa luôn. Nhúng dài đẹp lắm nha. Có màu hồng đây. Màu nâu với màu đen. 95.000 sale cho mấy chị còn 60.000. Xếp này cho chị Dung. Body luôn mua zip đây. Xe còn 60. Xịn lắm nha, đằng sau có dây kéo luôn á trời. Có hồng nè, có nâu với có đen. Có hồng, có nâu với có đen. Body mua zip nhúng. Chơm nhúng. Đen. Ủa cái đầm này sexy quá vậy. Đầm dây xanh coban. Đầm này rẻ nè. Đầm này bán cho mấy chị 59.000. Đầm dây xanh của ba nữa, nó sang rồi. Ở trên đây có cái hạt ngọc trai nha. Dài lắm. À, lấy đầm dây chứ đầm dây giùm em đi. Đầm dây xanh của ba 59.000. Của ba này lên trắng nha. Cái xanh cho đang lẻ con cái. Rồi cái này là cái đầm tần hoa nè. Cái đầm tần có cái hoa chính giữa. Có cái dây cột lên. Rồi 60.000 luôn. Hahahaha.
chị mặc đầm xuông đi. Đen tầng nha, đen tầng như qua này 60 hả? Ờ đen tầng 60 đi. Đen tầng 60k. À đấy đen tầng chứ, đen tầng giùm em nha, đen tầng có cái bông ở trước nè. Thấy cưng. Đen tầng 60. Ôi cái này giống cái màu xanh hồi nãy nè, nhưng mà nó là màu hồng. Nhiêu quên rồi ta. Bảy mươi à, đầm hồng 70 giùm em. Hồng cho chị Ý Thanh. Phối cái tay nè. Trời cái hàng xưởng hồi đó em bán mà nó đâu có được cái phối tay giống vậy đâu, mà nó đã 125, 120, 105 rồi. Hàng nhà hàng sale có 70.000 à. Ủa phải không trời. Các bạn bán lộn giá mọi người. Được rồi. Đây, ai mà chuẩn bị đi du lịch đi biển mua cái set trắng thì mặc cho em. Set sơ mi cổ trụ màu trắng có một set duy nhất thôi. Quần trắng luôn, mặc bên trong hoặc là bỏ áo vô quần cũng đẹp ha. Mặc dấu quần cũng đẹp, ở đây có giá rồi, đây bán tào lao. Set này 105.000 nha mấy chị yêu ơi, set lụa trắng. Đây set sơ mi cổ trụ lụa trắng. 105.000 giùm em. Thôi cất đi để nữa đi chơi. Bán cái nữa đi kiếm mua không ra mà mua mắt nữa chứ. Đổi phông rộng giùm em. Xả luôn cho mấy chị nè, 29.000. Sơ mi đổi tay phồng. Có màu vàng với màu đảo đô. Cái phông này rộng nè mấy chị yêu ơi. Đó mấy chị 55kg loại mặc vừa luôn nha. Có màu vàng với màu đỏ đô. Cái này bỏ dưới quần đồ sang lắm á. Xe 29. Ôi này nó ghê luôn á. Coi gì đó mà không ai chia sẻ cho em trơn.
tầm đỏ yếm, tầm đỏ cột nha, có mút ngực luôn, phía trước dài phía sau ngắn giùm em, 90.000. Ai làm đỏ chứ làm đỏ giùm em, làm đỏ đi tiệc sang nữa nè. Hello mẹ, phía trước ngắn phía sau dài nha, có mút ngực, ô đẹp quá vô, 90.000. Đẹp như trời. Tầm nhúng xanh 40.000. Tầm nhúng xanh gớt hai vai nè. Nhúng xanh này 60kg lại vừa luôn nha. Nhúng xanh co giãn nhiều, mạng yếu hay nè. Bên con thấy cũng gõ mà ta. À lấy nhúng xanh chứ, nhúng xanh 40. Rồi cái này là nhúng đỏ, nhúng xanh với nhúng đỏ nha, xanh cho chị làm. Tầm vàng sau lưng bao nhiêu vậy? Tầm hoa vàng sau lưng này hả chị? À em đang xe còn 95.000 á. Tầm hoa vàng đang xe còn 95.000. Còn cái này là vàng nhạt cũng đang sale 95 luôn. Vàng nhạt baby doll cũng đang sale 95. Giá 40 chị, 40.000. 55kg vừa với chị. Trời ơi, cái quần cargo này đẹp quá vô, cargo hồng size hết nha. Phía sau có lưng thun luôn. Dài ơi là dài nè. 65.000 giùm em, quần cargo hồng 65k. Dài như điện luôn á, size hết à. Đầm đen phối lưới. Đầm đen phối lưới nha, 45.000. Lấy vàng luôn em. Vàng hoa nào chị? Hoa tay dài hay là hoa baby doll vậy? Cái nào cũng 95 hết trơn á. Hai mẫu vàng luôn mấy chị ơi, vàng tay dài hay vàng tay ngắn vậy? Đầm đen 45.000. Ai lấy đầm đen chứ, đầm đen gì nè. Có đầm body á. Áo rất tốt hả? Chắc có quá. Ok chị Thanh. Dạ đúng rồi, cái đầm hồng đang dây đấy bán lộn giá luôn á. Trời ơi, cái áo len đen này đẹp ghê luôn á. Len đen cổ nè. Trời ơi, len đen 45.000 giùm em. Áo nỉ hả? Trời, lúc này nóng chết tà luôn á. Đâu có nỉ nữa, qua mùa rồi. Len đen, ai lấy len đen chứ em nha. Cái này mới chỉ mặc quần jean lưng cao rồi đẹp cực kỳ. Len đen 45.000.
đang sọc chứ. Xếp bộ này bự quá nè. Xếp bộ thun lạnh nha, thun mát lắm nè. Ai vậy? Xếp bộ. Cái này rộng rãi ghê, mấy chị 60kg lại vừa luôn. 50.000. Ai lấy bộ sọc đỏ chứ anh em đi. Bộ sọc đỏ, sọc hồng chứ. Bộ sọc hồng 60kg lại vừa. 50.000. Bộ sọc 50k. Đây làm body có mã này đây. Mã này hàng Quảng Châu luôn. Có mút ngột tay phòng đang dây phía sau lưng, sale cho mấy chị 90 nha, nãy bán lộn giá. Mà giờ em không biết cái đầm kia nó ở đâu nữa. Đây mã này có hai cái nè. Màu hồng với màu nâu. Size 90 cho mấy chị. Không mua rít đẹp luôn. Còn cái nhúng này, nhúng thổ cẩm 25.000. Tầm nhúng thổ cẩm 25.000. Tầm nhúng thổ cẩm 25k. Sọc này còn một cái 10.000. Ai lấy trước nha em, áo sọc 10k, sọc tay dài 10k. Trời ơi, đọc chắc luôn. Đầm xòe hoa 45.000. Đầm xòe hoa 45k giùm em. Cái này đơn giản mà xinh lắm. Xòe to lắm. Đầm này cho gì hàng 25. Đầm đen hoa 45. Trời, xếp bộ nhiều quá vậy. Xếp bộ 50 còn mấy bộ luôn trời. Đầm nhúng 40.000. Đầm nhúng này 60kg lại vừa nha. Nhúng co giãn nè. Đây là màu hồng. Hồng cam với còn màu đỏ nữa. Có hồng cam với màu đỏ được không? 40.000. Bán sale lẹ lẹ. Đang em nghĩ gì đâu mà bổ gì bán hết. Sale không được những đơn bị tồn mất trời. Này mấy chị mua cho. Nói chung thì nó học cỡ lớn lớn tuổi mặc đẹp. Sang lắm, hàng đi kế nha. Bán cho mấy chị 50 thôi. Nó không ghi giá cũng không biết bao nhiêu. Cái này thì nó hơi hở nha. Mã ngực dán rồi đó mấy chị. Xịn lắm, mấy cái hàng này là hàng shop luôn à. Đó, ai lấy đầm 50 chứ em đi, đầm 50.000. Bộ này giống như bộ tôn nha. Bộ 45 luôn. Ai lấy bộ chút bộ em nha. Bộ quần lửng, ơi mát rượi luôn á. Bộ 45. Cái bộ này không có để giá nó lại không. Rồi mã này có đỏ đô luôn nè. Mã đầm 50 này có đỏ đô luôn. À lấy trước đỡ đô, trời đỡ đô đẹp lắm ha. Sang ghê luôn á. Mấy bộ to.
tay đầm lưới 50.000 mà. Ôi cái đầm hoa đưa cá dễ thương quá vậy. Đầm hoa đưa cá nha, 55.000. Form này form rộng nè, form sung. Đầm hoa đưa cá 55. Đây cái quần này, quần ống rộng dài sọc, như quần này 65.000. Xay ớt luôn nha. Đầm quần tím này sao? Đầm này phóng chị Ngân Bích, đầm sung phải không? Cái này có một cái hay chiêu ơi. Đây là đầm nhúng cổ đổ dài nha, dành cho mấy bạn nào mét 6 đùm hai mặt dừa nha. Ghen gì vậy? Cái gì ghen vậy? Cái gì ghen vậy chị? Lấy mẫu nào? Đây đầm nhúng tím 60.000 luôn. Đầm bo đệ nhúng tím dài 60k dùm em. Màu tím này ngọt ngay luôn. Nhúng tím 60. Em like mẫu nào ghen vậy? À cái đầm ghen đỏ đô này chứ không phải cái đầm suông phải không? Cái đầm suông. Vậy cái đầm suông 55 ngày em vẫn còn nha. Đầm suông 55k vẫn còn nha mấy chị ơi. Bộ satin này bữa nay xả cho mấy chị 80.000. Tím nhúng thành hình. Bộ satin tay ngắn quần dài 80k. À tay ngắn quần dài 80. Bộ tay ngắn quần dài 80.000. À cái body này, body nu này, trời ơi, mỏng này đẹp lắm luôn á. Xe 40.000. Body nu 40k. Ai lấy body nu chơi mẹ em nha, 40.000. Còn áo em. Áo tùm lum hết trơn nè mình. Bộ satin này cho chị Ngân Bích 80.000. Bộ satin tay dài quần dài màu xám này cũng xả 80 luôn. Tay dài quần dài xám 80.000 luôn nha. Form này rộng. Rộng rãi thoải mái. Tay dài cho chị Nguyễn Trâm. Rồi tới giờ em còn một bộ cuối cùng. Đây em có bộ nâu này đẹp lắm nè. Bộ nâu tay ngắn viền bèo. Ôi nó sang kìa. Đó xe luôn 80.000. Tay ngắn quần dài 80k. Ai lấy nâu chốt nâu giùm em nha. Nâu 80.
Bộ này em còn màu màu cam, màu xanh đen. Bộ này còn màu cam với màu xanh đen với màu nâu nè. Bộ này rộng lắm chị. Bộ này bự chà bá luôn nè. Nó tới size XL luôn á. Có để size XL luôn. 80.000. Nâu thì chị Ngân bích bộn. Một bộ xanh ngọc, một bộ xanh đen với một bộ cam với nâu. Em đang xem cho mấy chị 80.000 luôn á. Tại xanh ngọc nè, xanh đen, màu cam. Bự lắm, gì bự lắm chị. Mặc thoải mái mà. Cái này mặc ôm quá ngồi căng tét rít được không? Nâu nữa chị Kiều. Vừa, em mặc vừa luôn mà. Em mặc vừa luôn mà chị. Mà tại vì nó mình mặc kiểu dáng rộng mà. Bữa trước em có mặc like. Đây còn một bộ xanh ngọc đẹp nè, để em mở cho mấy chị coi. Này đâu phải đồ big size đâu mà chị sợ. À xanh ngọc, á xanh ngọc chốt giùm em nha. Còn một bộ thôi, mở màn ông bộ. Còn hai cái áo này luôn. Áo 10.000, áo sọc tay dài giùm em 10.000 nè mấy chị ơi. Sọc tay dài 10.000, 10.000. Đây. Sọc tay dài 10.000. Ở còn cái đầm này nữa nè. Đây cái đầm hàng thiết kế nhiều bao hổm 145.000. Bán hết trơn, còn cái màu đen đây. Đẹp giả mang luôn á, tay phòng. Mà sale luôn 80.000. Ở đằng sau là hở lưng nha. À, phía sau là hở lưng nhưng mà có nút, có mút ngực. Ai lấy đầm đen chứ đầm đen giùm em đi. Đầm đen hàng cao cấp nè. Rồi còn cái sọc đen nữa. Sọc đen 10.000 luôn. Áo sọc đen 10.000. Đầm đen cho chị Kim nghe đây. Hết rồi Vivian ơi. Áo nhúng 20.000. Áo nhúng trễ vai mặc lên trên thì cũng được nha, 20.000 giùm em. Áo nhúng xanh coban 20k. À té té. À, em còn cái đầm này nè, ai da. Đầm này xịn sò lắm luôn, cũng 100 mấy đây, xả luôn cho mấy chị 60.000. Ai lấy đầm hồng chứ đầm hồng 60 nha. Đầm hồng 60.000. Set này set bu zip. Set bu zip 135 xe luôn 80. Set 3 món nè, một cái áo khoác, áo dài với cái chân váy. Đó, xe cho mấy chị 80. Trời bóng em bộ màu đẹp quá trời vậy. Bộ thổ cẩm siêu đẹp luôn. Trời ơi, con này mấy chị nhìn cái cúp ngực của nó đây. Bán cho mấy chị 70.000 thôi, quần dài luôn nha, quần dài không rộng. Bộ thổ cẩm tím, ai lấy chứ mà em đi. Bộ thổ cẩm tím 70.000.
Dưới đây là có bo nhúng. Cái chân váy giá xe còn 80. Quỳnh Mai nào vậy ta? Quỳnh Mai mơ khách mới hả chị? Khách mới hồi vô anh bếp nghe số hồi địa chỉ nha. Không thì cho em trên này cũng được. Dễ thương quá nè mấy chị. Đầm tầng trễ vai nha. Đầm tầng trễ vai 65.000. Ai lấy chứ em đầm tầng trễ vai. Cái này mấy chị mặc ống cũng được nữa nè. Mặc ống cũng được mà mặc trễ vai cũng được luôn. Dễ thương lắm. Dài này hệ chứ sao mà bữa giờ khách hỏi quá trời mà không ai mua hết chứ mấy chị buồn ghê. Hai bộ dài ha, bộ áo phông rộng nè, chua nha Hồng Ngân ơi. Hai 135.000 nó em sale luôn cho mấy chị 90.000 nè. Có màu cam,
màu đen, màu xanh dương với màu hồng. Bao nhiêu, chín mấy? 90 ngàn. Buồn quá, bán không được gì trơn, lấy về cao quá. Sao này mặt đẹp lắm á. Bộ cam cho chị Quỳnh Mai. Xanh dương này cho chị Dung Phan. Rồi em còn một đen với một hồng nha, giống hình mẫu luôn á. Hàng xịn lắm, trong túi zip luôn nè mấy chị. Nặng như quỷ vậy. Em vẫn còn bộ cam đó nha, bộ cam còn sót ở trong kia chưa có bươi ra được. Còn cam, còn hồng với còn đen. Đó, cho xin chai nước đi. Còn cam, hồng với đen. Rồi, bộ thổ cẩm cổ vuông dễ thương quá nè, 70 ngàn luôn. Bộ thổ cẩm cổ vuông 70k dùm em. Quần dài nha, phía sau lúc nào cũng có lưng thun hết trơn á. Tay dài cổ vuông nè, 70 ngàn. Chân váy nhũ, ôi đẹp quá vậy. Trời ơi, má ơi, chân váy thôi nha, giờ mấy chị phối với áo gì cũng đẹp hết trơn, áo ống, áo gì cũng đẹp hết. Đó, bán cho mấy chị 50 ngàn thôi. Cái này lưng thun. Ủa kia lấy cho nước không nha. Chân váy nhũ rút một bên. Không có quần đổi, sao kỳ vậy mọi người? Bữa giờ bán quần đổi nhóc hết trơn mày mua. Ủa? Cho ghi có cái áo nữa chị ơi, có cái áo nữa, 20 nữa là 70. Cái này xếp đi, xếp 70 giùm em đi. Có cái áo này móc nó bị văng ra ngoài rồi. Đây có áo rất top luôn, nhũ đẹp ghê. Chị em có, chị anh có lấy thì chốt giùm em nha, này nguyên xác mọi người ơi. Em cỡ nó có chân váy không à, đẹp lắm. Trời ơi, xí 60 rồi đó. Có xếp màu hồng luôn, ai lấy trước thì em. Để dưới để thầy dơ, không thấy gì. Còn xếp hồng nha mấy chị ơi. Em dở lên cho mấy chị coi. Đây còn set màu hồng. Trời ơi, mặc giống như là mấy cái set Ấn Độ vậy mấy chị. Set giống như cái váy của người Thái vậy. Nhũ luôn nha. Đây set hồng nhũ 70 ngàn, ai lấy trước thì em đi nguyên set luôn. Lại có 10 ngàn à. Set hồng nhũ.
nhung nha. Ui đẹp ha. Đây cái cổ như vậy, cổ vuông, có mút ngực sẵn nhúng. 80.000. Đầm nhung xanh 80 giùm em. Đầm nhung xanh 80k. Cổ vuông luôn, có mút ngực luôn. Nhung xanh 80. Ai tặng khăn thì comment giùm em, tặng khăn kèm đã chia sẻ với có đơn nha mấy chị yêu ơi. Tặng khăn nha. Còn hai cái này thì mình tặng mà lấy chưa? Nhung xanh cho thân mà. Con body len này đẹp dữ vậy. Body len nha. Cổ này là cổ sát. Ai cổ nhỏ xíu luôn, body len giùm em. 70k, form dài. Lên dáng hơi bị xệm luôn á. Sát nách luôn nè. Ai lấy body len chứ em đi 70.000. Ủa bên đại còn đơn đây không? Tặng đại đến hoa mai anh đào chia sẻ giùm tôi nghe trời. Một cái cho Vivian nè. Có đầy đi cho chị Quỳnh Mai. Ồ để hồi chị kiếm cái khác thì tặng lỡ hết rồi em comment sao rồi. Là vậy. Trời dễ thương quá vậy. Đây cái set áo sơ mi lớp top nha. Với một cái chân váy xòe. Trời dễ thương xỉu. Có nó có kèm cọng dây nữa là muốn cột đó. Ấy cái này chắc cột ở trên cổ quá ta. Wow, set này mắc quá vậy. Set này xả cho mấy chị 90 nha. Ai, trời mặc thấy cưng lắm á. Set áo sơ mi. Set này cho chị Hằng. Chị hơn chừng này giao kia thì nhắn em nha. Bữa giờ nó chưa giao không ta. Trời ơi đẹp đẹp không vậy. Đầm body nhung đỏ tay phòng giùm em luôn. 60.000. Ê lộn, 70. Nhung đỏ tay phòng 70k. Ai à, lấy nhung đỏ chứ nhung đỏ đeo cái này mấy chị đeo vô nịch vô rồi sang lắm. Nhung đỏ tay phòng 70. Áo sơ mi gấm tay ngắn. Sơ mi gấm tay ngắn 70.000. Có màu trắng, màu đen và màu nâu. Trắng, đen và nâu sơ mi gấm. Có túi nè. Nhiều quá nè. Chị lấy đỏ cho chị yêu đây. Sơ mi gấm đẹp quá trời luôn á. Gấm satin nè mấy chị. Màu nâu, màu trắng, màu đen luôn. Ba màu đầy đủ. Có rồi Thanh Thanh ơi, chị có để cho em rồi á. Đầm sơ mi. Đầm sơ mi form rộng đây. Form siêu bự luôn, có cái nón nữa mà cái này dễ thương lắm nè. Dài luôn nha. 60.000 giùm em. Ai đầm sơ mi chứ đầm sơ mi cánh dơi luôn nè. Đầm sơ mi cánh dơi 60.000. Đầm sơ mi cho anh Thanh.
coi con này, cái đầm trắng gì mà đẹp dữ thần vậy. Trời ơi, cái đầm trắng này đẹp dữ vậy mấy chị. Đầm trắng 70 ngàn dùm em. Đầm nhung xanh. Nhung xanh này phải không Vivian ơi? Nhung xanh của Vivian. Đầm trắng 70 nha, đầm trắng chứ đầm trắng nha em nha. Đầm trắng tiểu thư 70.000. Dễ thương ghê, đầm xòe gì bèo nè, đầm xe bèo tay phòng luôn nha, 70.000. Ai đầm cam chứ, đầm cam 70, đầm cam tiểu thư 70.000, cam tiểu thư 70. Chữ nổi xe 40 đây, chữ nổi em còn màu hồng với màu đen nè. Chữ dập nổi nha. Đây, trời đưa vô đây thôi, không thấy gì trơn nha. Chữ dập nổi còn hồng với đen 40.000. Còn hồng với còn đen 40. Chữ dập nổi 40.000. Rồi, cái body cam này sale cho mấy chị 35.000. Đầm body cam 35.000. Body cam 35. Áo thun rộng màu tím 25.000. Thun rộng tím đan dây phía sau 25.000. Ai đang dây phía sau lưng nè, 25. Mấy cái sơ mi hoa cúc nè em xả cho mấy chị còn 15.000 đây. Sơ mi hoa cúc phơm rộng 15.000, còn màu xanh, màu tím với màu vàng. Sơ mi hoa cúc 15.000 một cái nha. Còn xanh nè, còn tím với còn vàng. Còn mấy cái là mọi người hốt giùm em đi để cho nó gọn gàng hàng ấy. Chị ra mà quá trời, mới dọn hôm qua, bữa nay tùm lum nữa. Set này, set ống rộng. Set ống rộng cột nơ. Ai xinh lắm nha, xả luôn 60.000. Set ống rộng cột nơ 60k. Ok em cái vàng. Ống rộng 60. Đầm suông 55.000. Đầm suông đuôi cá 55k. Rồi cảm ơn Nguyễn Tề. Ủa sao em sale nó không hiện lên vậy ta? Áo Superman xả cho mấy chị 35.000 luôn. Áo Raptor Superman đây, có trắng, có đen, có xanh coban. Trắng, đen và xanh coban nha. Rồi phân nước tết dễ thương chết luôn nha, phải xả con 35.000 mà không ai mua.
ba mèo luôn, ok thanh mà. Vậy là còn một cái trắng nha mấy chị ơi. Còn một trắng ra đấy, một trắng chốt giùm em đi. Còn một cái trắng 35.000. Trời ơi cái giải đẹp gì đâu luôn á. Anh nói trắng chút trắng 35. Lúc nào cũng sót lại một cái nha. Đây mẫu này, mẫu này không có zip luôn nè. Trời ơi sỉ cao như quỷ vậy. Đây mã vô zip này 65.000, xe cho mấy chị còn 45. Còn đỏ trắng vàng. Có gì kéo xuống giữa đây. Đỏ trắng vàng vậy mấy. Mã này đẹp. Trời bữa nay la nãy giờ lâu lắm luôn mà đồ có chút xíu vậy trời. Áo thun giấy xanh chuối 20.000. Trời cảm ơn chị yêu. Thun giấy xanh chuối còn trắng 45 cho tụi Vi nè. Xanh 20 cho bé Dào. Trời lâu lắm rồi mới thấy một lý luôn á. Trời cái thun giấy này mặc xuống ghê luôn á, nó mềm mà nó mịn ghê luôn á chị. Hình như còn cái một là hết đây. Rồi cái sơ mi này còn một cái sale luôn. Sơ mi lụa nè, sơ mi lụa xích 45.000 luôn nè. Chị lớn luôn, sơ mi rồi bán 45.000 luôn á. Hàng lụa đẹp luôn nha mấy chị. Sơ mi lụa đẹp, cái này bỏ vô quần mà không đẹp nữa thôi trả lại cho em. Thứ sáu có em yêu. Chừng nào qua nhắn chị trước nha, để em thôi chạy qua cái không có nhẹ mà không chạy về. À đấy sơ mi, chút sơ mi nè. Trời ơi thêm một mã. Sơ mi từ hè. Đầm xào hả? Đầm xào này mấy cái đầm bánh bèo không cũng mặc nữa hả? Đầm hoa tây phòng. Cái này có nhúng nha, sale cho mấy chị 95.000. Còn cái này là đầm đầm dây tần dài maxi 80.000. Đây là body lụa. Body lụa như ta 95.000 còn màu vàng với màu nâu. Đây là đầm baby doll 95k màu đỏ với màu vàng. Bộ satin nè, xe còn 65.000, satin tay ngắn quần đùi. Đầm body có bao 35.000. Rồi đó. Ai lên một mã áo rất tốt, không đẹp hơn mấy tiền luôn. Nè mấy mã này em mới về nguyên cây, nguyên cây không á. Trời da sao nữa chán. Đây áo crop top có viền cái này kêu bằng cuốn biên, viền cuốn biên nè. Dễ thương lắm. Sale luôn 35.000. Màu trắng, màu hồng, màu đen, màu cam với màu này là màu 35.000. Áo 35. Đen kim ngân.
hồng, cam với bò bò. Cái này mặc dễ luôn. Ai lấy trước? Bộ lụa hạt hết đen rồi, trắng thì kim nha đây. Còn hồng, còn cam với màu bò. Bộ lụa hạt sale 69.000. Lụa hạt sale 69. Xanh hoa cúc 15.000 đó đúng không? Ok, bộ hồng cho Kim ăn. Bộ hạt hồng em đang sale là 69.000 á chị. Em còn màu hồng nè. Còn bộ hạt hồng đây. Lấy một chút cho em đi. Áo này, áo viền đá hàng xịn nha. Có kèm một cái tặng, kèm một cái nơ lụa cho mấy chị đây. Đó, xe cho mấy chị 80.000. Có trắng và có đen nha. 80k có trắng có đen. Ủa sao đang làm gì vậy? Đây. Sao đang làm gì vậy? Đây, đá nha. Trời ơi, đẹp cực kỳ luôn á. Tính kem ta gắn trong cái hộp. Áo này cho chị Hân. Cái đó họ hơi lửa hay gì mà. Áo dây này là dây dây thun mua viết đẹp luôn nha mấy chị ơi. Dây đỏ 15.000. Ai lấy áo dây đỏ cho mẹ em đi. Áo dây đỏ 15.000. Cái nào cái này đi. Còn một cái màu đen luôn 15.000. Áo hoa cúc 15.000 màu đen. Còn màu đen màu tím thôi à. Ai còn đen với còn tím nha, 15.000. Được không? Đâu, đưa luôn á. Cái mã đá này là màu trắng nha. Còn một cái màu trắng thì mang sale 80. Đá trắng 80.000. Kèm cái nơ nè. Lấy áo trắng chứ, áo trắng 80.
áo này là áo đuổi, áo đuổi rút dây, về mấy chị mặc với quần ống rộng rồi cho đi biển đẹp xuất sắc luôn. Đây áo đuổi rút dây nha, cái chất này mặc đi biển đẹp lắm, 35.000. Ai đã đuổi chơi chút đuổi trắng 35, đuổi trắng 35. Còn có một cái sơ mi lụa luôn, cái này là lụa satin bóng luôn nha, sale luôn cho mấy chị 45.000 nè. Sơ mi lụa 45k. Quần tây trên lời quần tây nào vậy ta? Nhưng mà em mặc thử chưa? Đây sơ mi lụa 45.000. Nhiều khi á chị đưa cái size như vậy là tại vì cái form của nó quá trời bự, nó để lộn size á. Quần nam còn một cái 40.000 giùm em nha. Quần nam là chất chất này là chất co giãn nha. Nhưng mà em mặc vừa không? Quan trọng là mặc vừa không kìa. Quần nam này là thun co giãn nha mọi người. Không phải là nó còn màu trắng đó Đạo ơi. Cơ mi có cái nơ chỉ còn màu trắng á. Nam 40 thì hèn. Còn cái trắng đây sẽ cho mấy chị 69.000. Shaminer Chanel đen hot đây. Còn cái này 69.000. Trời cái mẫu này em nhập sao nó trắng gì chị em. Chị cái set ngố của hổm chị hỏi em đang sale còn 90.000 kìa chị. Đầm dây xích này em có còn đủ màu luôn á, còn một đống luôn. Thấy cũng hot mà sao bán được. 105.000 em sale cho mấy chị còn 50.000 luôn á. Em có màu đỏ nè. Màu trắng, màu vàng, đỏ, trắng, vàng. Sale luôn cho mấy chị 50.000, 2 lớp. Chất von 2 lớp, xòe nhiều lắm á. Đẹp ơi là đẹp luôn á, bán không được. Ê, ê hoài. Trời ơi, bộ này bị dính màu, ổn quá nha. Làm trắng thì hè 50. À dạ, còn cái mã áo thun này nữa. Áo thun này mới đẹp dữ luôn nè. Áo thun có kèm một cái hoa. Cái hoa này là nó gắn đại nha. Về mấy chị tự chỉnh lại nè. Chị hả? Chị làm biến quá. Nếu mà chị giặt là nó sẽ bị hư luôn. Để có gì nữa chả sượng. Ai cái áo thun này, áo thun form rộng có tặng kèo một cái hoa. Bộ gì vậy? Có đâu? Có đồ bộ gì đâu? Đây có tặng kèm cái hoa nha, xinh lắm. Có màu trắng, màu đen, xe cho mấy chị 55.000.
Ngốt phơm rộng có chị nhiều lắm nè. Áo thun. Áo này dễ hô lắm, cái hoa này có cái kim tây nè. Về mấy chị đi tháo ra phối được nhiều đồ luôn á. 55.000 có trắng với có đen. Đây đen đây. Em lên bộ ngố mấy lần rồi đó, em chưa bán được bộ nào luôn á. Giờ em lên lại lần nữa nha. Bộ ngố chữ ba len. Chữ này là chữ thêu luôn. Form rộng nha. 125.000 xe còn 90. Đây cái này là áo xanh, áo trắng với áo nâu, tất cả là quần đen. Áo phơm rộng lắm. Đang xe cho mấy chị còn 90.000. Bỏ em đang sale còn 90.000 á chị. Áo cổ búp bơ gầy, trời dễ thương ghê ha. Áo cổ búp bơ gầy này sale luôn nha mấy chị, 35.000 nè. Còn trắng đỏ đen cam. Trắng đỏ đen cam áo búp bơ gầy có gà nút đây. Đen cho bé giàu nè. Trắng là cho Quỳnh Mai nè. Đen là cho Nguyễn Tiền. Còn đỏ còn cam thôi. Đây còn đỏ. Trời ơi, form đẹp lắm. Form gấp tớp. Này là cam nè. Còn cam chứ còn đỏ nha, 35.000. Bà mới kêu tôi lên mẫu cho tôi lên rồi giờ bà kêu tôi lên lại nữa. Đây màu trắng quần đen, áo xanh quần đen, áo nâu quần đen, mẫu Balenciaga em có hình. Nè bộ lụa còn một bộ chữ này xả bảo là xả luôn đi, 69.000 nè. Ồ bộ chữ này form rộng đẹp quá trời luôn. Về đợt nào cũng bán sạch sẽ nha. Ai còn bộ chữ nè. 69.000 với bộ hạt hồng. Đây với bộ hạt hồng nha, lấy chớp mẹ.
69.000. Wow, cái đàm này cao quá vậy trời. Cũng tiền em còn thay không? Cái đàm nè, đàm gì mà xỉ gì tới 120 vậy trời. Bộ nâu bộ xanh nha, ok chị. Còn quá em bán được rồi mọi người, bán được bộ này rồi. Bộ nâu bộ xanh cho chị Kim Châu. Ủa chị, vậy nè, ship đồ là ship chung đồ chị Trâm luôn hả chị Châu? Tầng bánh bèo đây, xe cho nó chịu 120 giá bằng giá sỉ luôn. Rất là dễ thương luôn á. Có màu nâu với màu hồng nè. Có nâu với có hồng nè, Nguyễn Tiền ơi. Đâu? Đâu có đâu, đâu có sơ mi lụa đâu. Sơ mi lụa chị Lan hết rồi giờ. Hồng Nguyễn đây. Ok chị. Ủa là ok hả? À, tại em còn cái nâu 120 nè, lấy nâu chút nâu thì em đi chỗ nào dễ hơn quá. Bán xả giá vốn cho lẹ lẹ. Ủa, chiếc bả này Ngọc Tiền khác, còn nãy là Nguyễn Tiền phải không? Chứ lộn rồi. Là Nguyễn Tiền hay là Ngọc Tiền hỏi ta? Còn một cái nâu, ai lấy nâu chút nâu dùm em. Ai đây nè, sơ mi lụa là cái này nè, 45.000 nè. Sơ mi satin lụa 45k nè. Vải bóng đẹp luôn á. Cổ vuông 35.000, có màu nâu với màu trắng. Áo thun bô zip có nâu với có trắng 35.000. Đơn giản mà đẹp lắm nè. Hàng zip thì 40 luôn á. Áo zip có nâu với có trắng xỉ cho mấy chị 35.000. Ôi gì lẽ, bán xe cho mấy chị 35.000. Đây cái bộ áo rộng này, áo rộng quần dài này em xe còn 90 đây. Còn màu đen, màu cam với màu hồng. Đen cam với hồng nha. Bộ này cũng sale còn 90 luôn. Thun trắng cổ tròn nữa chị. Thun trắng, trắng trơn hả? Trắng trơn lùi luôn chứ em không có đâu ạ. Bộ ngố hình này 135.000, xe cho mấy chị còn 90. Áo là có màu xanh chuối với màu trắng. Quần màu đen hết. Ôi đẹp.
ngô trắng. Còn một bộ xanh chuối nha, xanh chuối cũng đẹp lắm. Áo thun loang màu này nó xả cho nó chỉ 40.000. Thun loang màu phom rộng 40k. Quần đen lẻ hay là xếp, hay là trong bộ đó là áo màu quần đen á. Đây thun loang màu 40.000. Dạ lẻ có em mặc xe máy. Đây cái áo này, áo cổ vest nha, hàng đuổi xịn luôn, sale luôn cho nó chỉ 40.000. Áo đen cổ vest đây 40k, mẫu này mặc rất là sang luôn. Gì đâu mà hàng lẻ quá trời. Em có áo thun trắng này được không chị Sao? Thun trắng có viền đá nè, sale 37.000, thun bu zip viền đá 37.000. Áo đen này chị Kim hay nha. Đen cổ vét nó hết rồi. Cái mờ hả, chắc có ở đây chị chắc. Đây bộ ngủ bèo dễ thương quá trời luôn. Đúng rồi, áo trắng form đẹp lắm đó chị. Bộ ngủ bèo đây sale luôn cho mấy chị nha, 39.000. Vải mềm ghê luôn nè, mát rượi luôn. Có màu xanh đen, màu xanh biển với màu đỏ. Áo màu lon này cho chị Châu. Bộ ngủ nha mấy chị ơi, 39.000 à. Mặc ngủ mát cái đít luôn mà rẻ về. Mặc có hình này thì nó trẻ. Ở đây có áo thun trắng trơn này đẹp lắm nè. Áo thun tôm mì đây em đang sale luôn với chị 35.000. Còn cái vàng với cái trắng thun tôm mì. Lấy cho gì đi? Lấy ba bộ luôn hả? Hay là màu nào? Comment cho con đi. Ai thun tôm mì đơn giản siêu đẹp nha. 35.000, còn màu vàng với màu trắng. Trắng thì con ngon. Còn một vàng. Ai lấy vàng chút vàng. Áo Thái. Chết bà, hóa trắng. Hóa trắng rồi trời. Dạ con đang sale đó, hốt luôn đây. Dạ mặc cho đã. Có một bộ sao thay đổi, mua ba bộ luôn thay đổi. Ai áo chống nắng hàng loại 1. Áo chống nắng hàng loại 1 nha, màu hồng này đẹp lắm. Xe cho mấy chị 90.000. Ai lấy chống nắng chút, chống nắng 90. Em còn màu xanh nè, xanh này với màu hồng. Còn cái xanh với cái hồng nha. Ai lấy chống nắng chút, chống nắng giùm em đi. Áo chống nắng loại 1 90.000. Quá rẻ luôn rồi đó, chống nắng bình thường 178.
không ta? Ồ, trăm mấy á, chống nắng này trăm mấy á. Ok vậy. Để em kiếm ra mẫu khác. À, áo vàng này cho chị mới làm thị luôn. Bà hết trắng chơi, bà kiếm trắng nãy giờ. Để em kiếm trắng cho chị. Đây, cái sơ mi này, trời nó đẹp. Sơ mi lụa satin, có cọng dây đi luôn. Còn một cái màu cam, cam này lên đẹp lắm nha. Như là đây, chống nắng đang sale còn 90 chị ơi, đang vô mùa hè nắng rồi đó chị. Mấy chị ban ngày đi ra đường nóng muốn khùng luôn, giờ mặc cái này đi cho nó che nắng quá. Áo này sale luôn 70.000 đây. Mấy màu kia em lấy hết trơn, tại màu này em có rồi. Thôi em cũng lấy luôn. Mấy cái sơ mi lụa nè, mấy chị mới vô shop mua là hơi bị mắc luôn á. Ai có cọng dây nè. Như quên nè chị. 70 hả? Ừ 70 luôn đi. Bộ lụa đôi hai cái là ok chị ơi, comment cho mẹ số điện thoại địa chỉ luôn đi nha chị Nhi ơi. Bộ lộ đồi này như qua nè chị, 50 luôn đi. Lộ đồi 50 luôn đi nha. Ai bộ ngốn màu, bộ ngốn màu này sale cho mấy chị 80.000. Đây, cái này là nguyên một set màu luôn. Còn bộ cam với bộ vàng. Còn bộ cam của vàng 80.000 bộ ngốn. Ơi, cái đó biết hàng bao nhiêu không? Có đó hàng tới 90 mấy rồi, 95 luôn đó. Mà tại vì chị để chung cái gì tủ nó bằng giá không à. Cái đó là nó là lụa bóng đẹp á, còn cái thường kia, cái trắng kia là nó là lụa không phải bóng. Ủa gì hả? Chị quên lâu quá không mua cái, chị quên. Sao đi như như bỏ mà cái gì nhà nó mua luôn. Họ còn cọc áo như giấy rồi, đợi cái em lên. Ai chị còn quần này xem mò luôn, cao dữ lắm, cao luôn, mặc chị mặc chắc tới giờ nửa năm mà chưa hư. Quần nha, quần hai dây kéo xem mò. Bữa nay xem luôn cho mấy chị 75.000. Quần hai dây kéo xem mò. Hai nút dài luôn. Lưng cao cực kỳ luôn á. Hai gang tay hơn, hơn hai gang tay. Xem mò. Ai với cái mã trơn này, mã trơn này xe 65.000 nè. Mã trơn này cũng xem mò xe 65. Áo quần đen bữa giờ không có mã mới, có mấy mẫu đơn giản gì không à. Áo lông giấy bữa hôm ai dặn em lên sơ mi tay ngắn. Rồi rồi để em cái có nè, cái sơ mi tay ngắn. Đây áo thun giấy cổ chất cơ nha, xe luôn 29.000. Thun giấy cổ chất cơ 29.000. Ai lấy thun giấy chứ, thun giấy giùm em đi. Thun giấy nè 29.000. Mấy mã này mấy chị mặc áo nó hồn người đẹp lắm. Cái này là cổ chất cơ ha. Còn cái mã này là
À, cái này là mã nâu dùm em. Mã nâu này là lệch vai. Wow, đẹp quá vậy. Nâu lệch vai nha. Nâu lệch vai 29 ngàn. Ngồi bài này. Ai nó có nhúng phía trước nè. Nâu lệch vai 29 luôn. Ok, bạn dễ chiều. Mã này hả? Mã tầng này hả? Mã tầng này đang xe 80 nè. Còn cái mẫu này là mẫu satin. Mẫu satin 95 nha. Lụa satin này là satin bóng luôn nè nha, satin bóng giùm em luôn, không phải là satin lì đâu. Đó, đơn giản mà đẹp lắm. Có màu này, có viền vàng với viền đỏ. Viền vàng với viền đỏ xả 45 ngàn. Viền vàng với viền đỏ 45 ngàn. Còn nhiều quá vậy. Chứ cái này là màu nâu sơ mi. Cái coi cái đỏ luôn. Cái đỏ này là baby doll. Baby doll 95 ngàn. Rồi sơ mi nhóc hết trơn. Xem mai mua. Cái đầm vàng này bây giờ thấy trên TikTok mấy cái bà cao cao mặc quay clip đẹp. Sơ mi lộ 45 ngàn. Chốt bộ ngủ này đi, bộ ngủ này là có mút ngực luôn. Bộ ngủ có mút ngực luôn nha. 42 ngàn dùm em. Ngủ có mút ngực 42 ngàn. Nâu nè. Xám. Màu xanh với màu hồng. Nâu xám xanh hồng 42 ngàn. Còn ai coi không chị em? Còn ai coi
trời mà tưởng nó không có về, cái báo không có hàng không. Bộ lụa, bộ lụa Quán Châu 120, bộ lụa satin 120, chỗ nó đẹp. Bây giờ thì được, ghé liền thì được. À, mai chị gửi cho. Bộ lụa này em có màu nâu, màu trắng với màu đen, 120 ngàn. Trời thôi nghỉ nha mọi người, có gì mai em live tiếp.